Ngày 11 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý về tổng kết 15 năm thực hiện quy định 171 ngày 27 tháng 6 2008 của Ban Bí Thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng Bộ, Tri Bộ Cơ sở, Cơ quan Hộ Quần Chúng. Qua đánh giá 15 năm triển khai Nghị định số 171, cấp ủy cơ quan các hội quần chúng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tri bộ cơ quan hội trong sạch vững mạnh. Thái Nguyên hiện có 67 hội quần chúng cấp tỉnh. Trong quá trình hoạt động, cấp ủy trong tổ chức hội quần chúng đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Hoạt động của các hội thường xuyên được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Đóng góp ý kiến để tổng kết 15 năm thực hiện quy định 171 của ban bí thư, các cơ quan hội quần chúng của tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung đánh giá, đồng thời góp ý một số nội dung liên quan đến nội dung mới trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát